Ngày 20 tháng 4, tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Seko Dimitriy, 34 tuổi, quốc tịch Nga, tạm trú tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Seko Dimitriy bị công an thành phố Phan Thiết bắt quả tang khi đang trồng trái phép 27 cây cần sa, cao từ 30 đến 140cm, trong nhà nghỉ đang thuê ở vào ngày 24 tháng 12 năm 2021. Lực lượng công an còn thu giữ của Seko Dimitriy một số dụng cụ dùng để trồng và thu hoạch cần sa. Seko Dimitriy khai đến Việt Nam du lịch và thuê một căn nhà nghỉ tại phường Hàm Tiến từ khoảng tháng 11 năm 2019 để ở. Từ khoảng tháng 8 năm 2020, Seko Dimitriy lên mạng xã hội mua hạt giống cây cần sa, các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ để tự trồng trong căn nhà mình thuê. Thời gian đầu, Seko Dimitriy trồng được khoảng 20 cây cần sa rồi thu hoạch, phơi khô, cất giữ để sử dụng. Khi Seko Dimitriy tiếp tục trồng 27 cây cần sa mới thì bị phát hiện.